Không ai ép, Kính Nguyễn tự làm khó bản thân, tính toán làm clip cầu kỳ nhưng phải tiết kiệm chi phí. Bị đồn đoán nghỉ chơi với hội những người bạn thân. Mỗi tập chỉ có 3 đến 5 phút thôi, quay nó không cần cầu kỳ quá. Là do tụi em tự muốn cầu kỳ thôi, mình phải tận dụng, mình không có thuê bối cảnh được. Bởi vì nếu như mình quay cái phân cảnh đó ở nhà hàng năm sau thì mình phải thuê thì nó cực quá. Thấy xuất hiện ít thế là mọi người lại comment là ủa nghỉ chơi rồi hả? Tính tự tin khẳng định là chơi thật, không hề cạnh tranh. Đầu tiên là những cái gì mà những cái clip ngắn đơn giản thì tụi em thường là sẽ bọc ra ngay lúc đó và quay luôn thì nó sẽ dễ. Nhưng đối với những cái series nó có rắc co, phải mặc cái bộ đó trong cái cảnh đó, nhưng lúc về nhà cũng mặc cái bộ đó đó, thì có những lúc tụi em không có cân được, nghĩa là nhiều khi cũng quên thì phải buộc phải tẩy trang làm lại một cái rắc co đó để quay lại cho bằng được. Đó là những lúc bị quên thôi, nhưng mà thường thì ekip sẽ tính rất kỹ và sẽ có một cái timeline như thế này. Thì bối cảnh đó thì khi nào mình đi đến cái bối cảnh đó, bởi vì mình phải tận dụng, mình không có thuê bối cảnh được, thì mình tận dụng những lúc mình đi ra ngoài mà mình đi đến cái địa điểm đó. Ví dụ như tính với Khiết Đan, có một buổi đi ăn ở nhà hàng 5 sao. Bởi vì nếu như mà mình quay cái phân cảnh đó ở nhà hàng 5 sao thì mình phải thuê thì nó cực quá. Thì trong cái timeline đó là có một cái cảnh đó đi, thì mình nhắn cho Khiết Đan là em ơi, thứ bảy này mình đi ăn với chị Nhi nè, hay là em với chị quay, tranh thủ quay cái đó trước để chị để dành. Đó thì nghĩa là timeline đã có sẵn rồi, mình chỉ cần nhìn vô là mình xem là cái nào mình tranh thủ mình quay được thì mình quay thôi. Đó là do mình nốt chi tiết ra. Chứ nếu như mà mình tự nhớ trong đầu thì không nhớ nổi. Chắc có lẽ là vì một phần là vì nền tảng nữa. Nền tảng TikTok nó cũng khó nhưng mà nó cũng dễ. Đó là quay nó không cần cầu kỳ quá. Đó là do tụi em tự muốn cầu kỳ thôi, chứ thật ra ví dụ như các đạo diễn cũng như các diễn viên để ra một cái phim thì nó cần rất là nhiều thời gian và cả ekip rất là đông và cái sự đầu tư rất là tỉ mỉ cũng như là quay rất kỹ. Thì TikTok nó được một cái là quay ngắn, một cái phim ví dụ như 5 tập thì mỗi tập chỉ có 3 đến 5 phút thôi, thì dĩ nhiên là tụi em làm nó sẽ nhanh hơn những cái phim về điện ảnh hay là YouTube hay là những cái phim truyền hình đó. Thì đó là một cái lợi thế mà để tụi em có thể quay nhanh bởi vì cái thời lượng nó cũng ngắn. Riêng về cái sự cạnh tranh thì tính tự tin khẳng định là trong cái nhóm mà những người mà tính từng chơi là chơi thật, không hề cạnh tranh. Tại sao không có collab với nhau nữa? Thứ nhất là về thời gian, giống như khoảng thời gian trước tính sẽ collab với những người khác, hồi thổi thời gian sau tính sẽ collab với những người khác, là bởi vì thứ nhất là cái duyên gặp gỡ vì những người đến sau thì trong cái khoảng thời gian này thì họ nội dung của họ hợp với mình nên collab với mình, rồi thời gian họ trùng với mình nên quay được. Chứ thật ra cái việc collab với nhau là ví dụ tính hỏi Gonbin ơi ngày mai rảnh không, chỉ có một cái này để quay, nhưng mà vô tình Gonbin bị dính job hoặc là Gonbin có công việc gia đình thì Gonbin không quay được, thế là mình phải nhờ một người khác, cho nên đâm ra có thể là Gonbin ở xa, Gonbin ở Bình Dương đi thì sẽ không collab nhiều được, nhưng mà vẫn ở ngoài vẫn chơi thân với nhau. Cho nên mọi người thấy xuất hiện ít thế là mọi người lại comment là ủa nghỉ chơi rồi hả. Đó là như vậy thôi chứ không có ai ganh ai hết trơn á.